Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nha. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và mình là MK Gaming đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái minimap, đó tên là 3x3 Escape Room à. Và cái map này á, mình đọc theo cái mình đọc được cái hướng dẫn của cái map này á, đó là chính là không có cái hướng dẫn nào cả các bạn sẽ phải tự tìm cách thoát khỏi một cái căn phòng 3x3. Và nó có gì nữa không ta? Biết trong này nó có gì. Wow, bấm lên đây là cái gì? Đây là những cái YouTuber. Mình cũng không biết là cái gì nữa. Ồ, cái gì đây? Ồ, không có gì hết. Quay trở lại. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi thử cái map này, coi thử nó khó như thế nào nha các bạn. Và đây là phần 1 thôi. Có phần 2 nữa, nhưng mà nếu như bạn nào ủng hộ cái video này thì mình sẽ làm tiếp phần 2. Còn không thì thôi, yo. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn. Thì nó kêu mình là, nói chung là trong những cái phòng nó sẽ có những cái nút để các bạn reset. Và bạn sẽ để tầm nhìn là 16. Và các bạn sẽ có thể gõ skill để quay trở lại các thứ. Và đây là reset các thứ. Bây giờ mình sẽ yo, hey yeah, phần này. Và phòng thứ nhất thì đây là cái nút để reset này các bạn. Thì này nó có cái gì đây? Ủa sao lại ồ ồ ồ. Wow. À, đưa nó vô giữa đúng không? Có phải là đưa nó vô giữa không? Đưa, hình như là đưa nó vào đây nè các bạn. Mình nghĩ vậy, không biết có đúng không nữa. Bây giờ mình sẽ thử coi, mình chia coi. 16, 16 thêm 8 nữa coi. 24 không được. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại một lần nữa coi. Lấy ra. Hình như là hồi nãy giờ mình đi hết một vòng, mình chưa đi qua mấy cái ô này thì phải. Thử vô coi. 48, thử vô coi. Hiểu 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 hiểu. Ok. Nghe sai. Ok. Để coi. 2, 46, 25, 93, 106, 51, 142, 79. Đây, chúng ta sẽ lại quay trở lại với cái map này. Mình sẽ reset lại từ đầu ơi. Thì cái này là nó là những cái tấm bảng thay đổi, thì các bạn có thể để ý những cái tấm bảng này. Đây, mình coi thử mở vào cái 36, 82, 91, 79, 130, 0, 10. Thôi bỏ đây coi. 79, 133, 0. Tại sao những cái tấm bảng khác thay đổi mà cái tấm bảng này nó không thay đổi ta? Đúng không? Nè mình thử nè, những cái như không. Thử xuống đây. Đó. À, hiểu rồi nha. Thử rồi. Mở vô đây. Đổi 79. Nghi lắm. Thank you.
Ở đâu à? Flower hả? Mèo lắm. Không hiểu lắm. Mà mình đã hiểu ra cái nguyên lý hoạt động của cái map này rồi các bạn ơi. Tức là mình sẽ cần phải đẩy những cái xe này vô trong đây và chúng ta sẽ ngồi vào. Đây, không phải rồi, bây giờ tới cái này. Mình đang làm cái gì thế này? Tự nhiên nó quay vào luôn. Ơ, nãy là map này là gì quên rồi. Nãy nó hiện lên gì ta? Bây giờ mình sẽ bỏ gì vô? Wow, mình không bỏ màu gray với màu blue này vào được hả? Bỏ này vô được không? À, vậy là thôi không? À, mình hiểu rồi. Chúng ta sẽ bỏ lần lượt những cái màu này vào. Nãy là bỏ này không vô được rồi đúng không? Ờ, thử cái này màu hồng được. Bỏ vô. Ừ. Màu vàng được không? Không được, vậy là cái này với màu này được không? Không được, màu này. Và nhớ nha các bạn, cam trắng. Cam trắng này được không? Không được, cam trắng này được không? Cam trắng tím vàng. Không được, cam trắng tím xanh. Được, cam trắng tím xanh nước biển. Cam trắng tím xanh nước biển vàng. Cam trắng tím xanh nước biển vàng. Được, cam trắng tím xanh nước biển vàng. Sao nó cay? Cam, nhớ lại nè. Cam trắng tím xanh nước biển vàng. Sao lá cây, cam trắng tím sao nước biển vàng, sao lá cây, cam trắng tím sao nước biển vàng, sao lá cây màu lại không được rồi, cam trắng tím vàng sao nước biển, cam trắng tím vàng, cam trắng tím sao nước biển vàng, sao lá cây lại cam trắng tím vàng sao nước, cam trắng tím vàng, quên, cam trắng ơi, cam trắng tím xanh nước biển vàng xanh lá cây, great, cam trắng tím xanh nước biển vàng xanh lá cây, pin màu hồng, cam trắng tím xanh nước biển vàng xanh lá cây hồng, great, cam trắng tím xanh nước biển vàng xanh lá cây hồng. Nothing. 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 Sao đây cái chat ở dưới này là gì? Ở dưới này là một cái thứ.
giờ bỏ vô cái này. Tự nhiên thấy mình đẹp trai hẳn. 6 cục trích này đổ vô. Nhức đầu quá chị. Nhức đầu quá anh ơi. Anh ơi là anh. Nhức đầu quá. Trời ơi, chơi cái map gì mà nát máu dữ trời. Khát máu quá đi. Khát máu quá đi. Key. Phải đổi được cái key á. Hình như nhiệm vụ của mình là phải đổi được cái chìa khóa. Hình như là như vậy. Ồ, mình có hai cách. Rip đầu nha, để mình tính nha. Ba cái xương đầu của mình thì sẽ đổi được 3 cục vàng. Nhưng mà đã đổi được cục màu len đỏ thì mình sẽ cần một cục vàng, một cái redstone lamp. Đúng không? Ok, hiểu rồi nha. Thì bây giờ mình đã đổi cái này. Bây giờ mình cần cái len đỏ, một cục vàng với một cái redstone lamp. Thì bây giờ mình có thể đổi đây, đổi một cục vàng. Và mình sẽ đổi cái len đỏ để đổi. Quên, đổi cái len đỏ. Rồi cái này len đỏ với một cục vàng. Thì bây giờ mình sẽ đổi cái này với lại cái này và đổi thành một cục vàng. Sau nãy giờ mình quay mình mới phát hiện ra là mình đang chỉnh cái giọng của núp. Thì mấy cái đoạn trước thì các bạn có bỏ qua đi. Bây giờ mình đang chơi giọng thường của mình đây. Và mình cũng không hiểu là cái này mình sẽ lấy ở đâu ra nữa các bạn ơi. Lấy cái dữ liệu số ở đâu ra để mình có thể tính toán được nữa. Thì bây giờ cái map này nó khó quá à. Mình thử game mắt một coi. Mình làm dưới coi. 70488 kỳ vậy ta.
70488, nhưng mà lấy số ở đâu ra ở trong cái map này ta? 70488. Không hiểu, 740. Đó, bị lỗi map rồi các bạn ơi. Thì lúc nãy lúc mình nhập cái 74088 thì mình để số 8 á, là nó kích hoạt cái hệ thống quay OBS của mình, cho nên nó đã bị tắt giữa chừng. Nhưng mà mình đã vượt qua được cái map này rồi các bạn ơi. Cái map này thì các bạn chỉ việc nhưng mà bây giờ mình game mode 1 vô lại thì nó không được nữa. Thì ok, thì cái map này nó có hai phần lận, có phần 2 nữa thì mình sẽ làm phần 2 sau. Nếu như bạn nào thích cái video này đừng quên để lại cho mình một like, và nếu như tập sau ấy, nếu mình các bạn ủng hộ mình làm phần 2 thì mình sẽ làm lại map thứ 15, 16 do tại vì hai cái map này khá là dễ và mình đã hoàn thành được rồi. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng cái video minimap ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Đừng quên like và share đúng không chúng mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.